viên sủi Glycophat, ứng dụng công nghệ siêu vi nano, đang là một sản phẩm nổi trội, được rất nhiều người bệnh mắc các vấn đề về gan tin dùng. Chuyên mục Nhu cầu y khoa ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý khán giả và các đồng chí những thông tin hữu ích về sản phẩm mới này. Thật là không ngờ, khi mà mình uống cái Glycophat, thế cái chỉ số men gan của tôi nó giảm 4 đến 5 lần. Tình trạng đau hạ sườn phải này là coi như đỡ hẳn. Da rẻ thì hồng hào, mà ngủ rất là sâu giấc, cân nặng thì lại trở về như cũ rồi. Một cái điều tôi rất thích nữa ở cái sản phẩm này, tức là được bào chế ở cái dạng viên sủi, rất là tiện dụng, mà dễ uống, dễ pha, mà lại rất là thơm, mà đi đâu đem theo cũng được. Thì cách đây 4 năm thì tôi tự nhiên như vậy là thấy da nó sần lên, thế rồi da nó vàng ra. Thì tôi mới đi khám bác sĩ, thì bác sĩ như vậy là bảo tôi là đã bị viêm gan C. Cuộc chiến thì chiến trường không sợ, mà đến khi bệnh thật tôi lại lo. Bác sĩ như vậy là chỉ định tôi sử dụng cái sản phẩm này, thì tôi cảm thấy rất tốt. Đấy, sau 5-6 tháng tôi sử dụng thì tôi cảm thấy như vậy là sức khỏe, cảm thấy là gần như là hồi phục trở lại. Đấy, thế chân tay là cũng đấy, da rẻ giờ là không vàng không ấy nữa, bắt đầu hồng hào, ăn ngon, ngủ ngon. Đấy, tăng lên được 5 cân. Đấy, thì tôi mừng lắm, mà tôi sẽ cố gắng tôi duy trì. Ông Tạo dùng Glycophat liền 6 tháng, mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 viên pha cùng 250ml nước. Ông kể uống Glycophat thành nghiền, vì vừa dễ pha, vị lại thơm ngon, dễ uống, nhất là trong những ngày đầu hè nóng bức thì càng không thể thiếu được. Glycophat là sản phẩm thực phẩm chức năng giúp bảo vệ gan đầu tiên ứng dụng công nghệ siêu vi nano hiện đại của Nhật Bản. Với cơ chế tác động hướng đích hiệu quả, công nghệ siêu vi nano Nhật Bản giúp tạo ra các hạt nano thiết kế ở kích cỡ tối ưu, có khả năng phân biệt các tế bào lành và tế bào nhiễm bệnh, biết giữ và nhả thuốc khi ở trong môi trường có nhiệt độ và độ pH thích hợp, nên không gây ảnh hưởng tới các mô lành. Chính nhờ công nghệ này mà đã giúp cho một cái hoạt chất là glycoalkaloid ở trong cà gai leo, nó sẽ phát huy tác dụng hỗ trợ trong việc chống oxy hóa này, chống viêm này, có tác dụng hỗ trợ trong việc là ức chế cái sự nhân lên của virus, cũng như là hỗ trợ trong việc là sửa chữa những các cái tế bào đang bị tổn thương của gan, và như vậy thì nó cũng sẽ có cái tác dụng cải thiện các cái triệu hỗ trợ trong việc cải thiện các triệu chứng của viêm gan, cũng như là hỗ trợ trong việc phòng ngừa những biến chứng của viêm gan như là những cái xơ gan và ung thư hóa. Glycophat được sản xuất bởi công ty dược phẩm Santech, đã trải qua kiểm duyệt của Bộ Y tế về độ an toàn và hiệu quả trên lâm sàng trước khi đưa ra ngoài thị trường. Sản phẩm có thành phần chính là glycoalkaloid, được chiết xuất từ rễ cây cà gai leo, kết hợp với các vị thuốc đông y Việt Nam như diệp hạ châu, ngũ vị tử, nhân trần, actiso, có tác dụng hồi phục chức năng gan, giúp gan thực hiện các nhiệm vụ quan trọng như chuyển hóa chất dinh dưỡng, giải độc, ức chế sự phát triển của virus viêm gan, làm giảm triệu chứng của bệnh viêm gan, ngăn ngừa bệnh gan tiến triển thành xơ gan, ung thư gan, làm giảm tác hại của rượu, bia, làm giảm mức độ của các cơn viêm gan cấp sau mỗi lần uống rượu, bia, thanh nhiệt giải độc, giúp làm giảm tình trạng mụn nhọt, nổi mề đay, mẩn ngứa trên da. Những cái thành phần này ở cái dạng đóng ở cái viên sủi, cho nên cái độ hòa tan của nó gấp rất nhiều lần so với cái sản phẩm thông thường, và hoạt chất quý đặc biệt là các glycosid trong các cái thành phần này thì rất là cao. Chính vì vậy cho nên là khi nó ở cái dạng siêu vi nano như vậy thì nó sẽ hấp thu nhanh chóng vào trong cơ thể, đặc biệt là hấp thu đến tận từng cái bào gan ở cấp độ tế bào. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.